Đây là F155 VVA vừa ra mắt tiểu R1. Các bạn đừng mua vì giá nó quá đắt. Mới ra mắt giá nó cực kỳ đắt, các bạn đừng có mua. Em thật các bạn luôn, đừng có mua xe này vội. Đừng mua các bạn ạ, chờ ra Tết tháng 5, tháng 6 thì nó rẻ thì hãng mua. Thứ nhất là lô đầu tiên này nó lỗi vặt đồ này kia chưa xử lý được. Thứ hai là vừa ra mắt thị trường, nó rất là đắt, nó rất là hiếm hàng. Nhưng mà một thời gian nữa thì cái hàng nó giảm nhẹ xuống, cái độ hot giảm nhẹ xuống thì nó cũng sẽ bớt bớt đi thôi các bạn đó, nên các bạn đừng có mua bây giờ nhá. Xin chào tất cả các bạn, thì mình vừa up cái video là F155 VVA, thì mình nói là cái xe này các bạn đừng có mua, nó thiết kế nó xấu chỗ này, nó xấu chỗ kia, rồi các bạn là xe nó mới ra nó đang đắt thì đừng có mua. Thì nhiều comment là chửi mình, ok các bạn luôn, các bạn chửi mình kêu là ô cái thằng này bị điên, mặc áo Honda review xe Yamaha thì bảo chê xấu ấy, đừng mua này kia là bị đuổi việc chưa, ô tù lùm. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để trả lời tất cả các thắc mắc của các bạn. Thì mình bảo là có sao mình báo vậy, ví dụ như mình review một chiếc xe có sao mình nói vậy các bạn. Mình đấy là lời khuyên của mình, theo cá nhân của mình là xe nó mới ra nó đang rất là còn đắt thì mình nói các bạn là đừng có mua đấy các bạn. Tùy theo các bạn mua hay không là quyền của các bạn nhé bạn. Còn trường hợp mình mặc áo Honda và quảng cáo xe Yamaha, hay là quảng cáo Honda, hay là quảng cáo Sachi, hay là quảng cáo Suzuki hết, tại vì áo này là đồng phục của công ty phát cho mình thì mình phải có trách nhiệm mặc theo đồng phục của công ty. Còn trường hợp mặc áo nào cũng được các bạn, có hôm mình mặc áo thun, có hôm mình mặc quần ngắn, có nhiều khi mình mặc cái quần ngắn đến đây mình đi đổ container xe nhập khẩu đồ là chuyện rất là bình thường các bạn. Nên cái vấn đề mặc áo gì và review xe gì thì không ảnh hưởng gì. Chứ ví dụ như bây giờ các bạn ủa thì mặc review xe Yamaha là em lại phải đi mua một cái áo Yamaha về mặc hay là như nào các bạn? Đấy thì nói các bạn nó bị điên nó vừa thôi. Chứ nhà em là bán xe gì em chả bán, ví dụ ẹt em bán luôn này. Các bạn mua thì mua, không mua thì thôi. Nếu trường hợp đó, còn phía trong đây là cái phần két nước này các bạn. Em nói thật cái két nước này nhìn nó cực kỳ đều luôn các bạn ạ. Đây cái két nước này nhìn như kiểu là một két nước của một chiếc xe tay ga lắp lên ấy, nhìn nó đều đều sao các bạn. Đó, két nước này cực kỳ đều luôn. Mình thấy là cái xe ẹt 155 đời mới này nó rất là nhiều cái phần nhựa đen này nên nhìn rất là đều nhá các bạn. Nhìn cực kỳ đều luôn. Đây rất là nhiều cái phần mà đen đen như này các bạn này. Các bạn thấy không? Rất là ít cái phần nhựa màu. Này cái này nhựa đen, cái này đen, cái này đen. Ở đây đen và trải dài cái phần đen này ốp hết cái phần này luôn. Rất là nhiều nhựa đen so với phiên bản đời cũ nên nhìn ở ngoài cái xe nhìn nó rất là đều các bạn ạ. Nhìn nó đều đều kiểu gì ấy. Nhìn như xe Trung Quốc các bạn, nhìn nó rất là đều. Tầm trung của mình, xe ẹt 155 đời mới. Xe thì đẹp nhưng mà rất là nhiều phần nhựa nhám. Nhiều phần nhựa nhám màu đen như này các bạn này. Phần nhựa nhám màu đen như này nhìn cái xe nó mất cái sự tinh tế đi và nhìn nó cứ đều đều kiểu gì ấy. Nói chung là nhìn nó không được đẹp. Đây phía dưới đây cũng rất nhiều nhựa đen luôn, các bạn thấy không? Rất là nhiều phần nhựa đen này nha các bạn nha. Đây là cái hệ thống két nước này các bạn ơi. Trời ơi, cuộc đời của mình em nói thật chứ. Em đi làm xe bao nhiêu năm mà chưa thấy két nước của xe côn tay mà nó mỏng như cái xe này. Đây là giống hệt như một cái két nước của xe tay ga các bạn ạ. Đây này, két nước này. Nó to nhưng mà nhìn nó mỏng mỏng ấy, nhìn nó buồn cười lắm các bạn. Giống như một chiếc két nước của xe tay ga luôn các bạn ạ. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây các bạn quay ra phía sau này. Có quạt tản nhiệt phía sau luôn này, các bạn thấy không? Đó, nhưng mà nó mỏng, cực kỳ mỏng luôn. Còn đây là cái ống xả này tính nhỏ thôi, nhưng mà tự nhiên ở đây nó hàn một cái cổ ở đây các bạn. Hàn một cái cổ ở đây này, nhìn nó cực kỳ xấu luôn. Tự nhiên nó đang liền một khúc như này, nó không bẻ cong như này, nó hàn ở đây. Nó lại hàn ở đây nhá bạn, đó. Và ở đây là có một cái lỗ như này, thì mình biết là lỗ gì này. Mình nghĩ là cái lỗ này sẽ là cái lỗ treo máy ở trên những cái xe. Đó, này, két nước y chang như két nước xe tay ga luôn. Cực kỳ xấu, xấu là xấu luôn. Và có thể là két nước này là do là mới nên thành ra nó lạ mắt này kia các bạn. Thấy cái xe này là rất là nhiều cái phần đen đen này. Phần đen đen này là mình thấy là cái xe mà có nhiều phần đen này thì nhìn nó rất là đẻo, nhìn nó đều đẻo cái gì các bạn. Đấy là tùy theo cái ý kiến cá nhân của bạn thôi ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem.